Cùng với hy vô lượng các chủ thế gian tụ hội đều đã từng cúng dường chư Phật, thường hay lợi ích tất cả chúng sinh, làm bạn chẳng thỉnh cầu, luôn siêng giữ gìn thệ nguyện chẳng bỏ vào môi trí huệ thù thắng nơi thế gian. Từ Phật giáo sinh ra hộ chánh pháp của Phật, khởi đại nguyện chẳng rứt giống Phật, sinh vào nhà Như Lai cầu nhất thiết trí. Các ngài lại cùng với vô lượng các chủ thế gian tụ hội với nhau, với những vị quyến thuộc quốc vương đó đều đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Các ngài luôn luôn hay lợi ích tất cả chúng sinh, khuyên chúng sinh giữ năm giới làm 10 điều lành. Các ngài đều làm bạn chẳng thỉnh mời, là chẳng cần chúng sinh thỉnh cầu tự động mà đến. Đó là hành vi của Bồ Tát, cũng luôn siêng giữ gìn thệ nguyện của các ngài đã phát ra thuở trước mà chẳng xả bỏ. Các ngài chứng nhập môn trí huệ tối thù thắng nơi thế gian, những vị quốc vương đó đều từ Phật giáo sinh ra, các ngài đều ủng hộ chánh pháp của Phật, thuở xưa đã phát đại nguyện chẳng rứt giống tánh Phật, nguyện sinh vào nhà Như Lai thành Phật, tu hành nhất thiết trí huệ. Bây giờ các Bồ Tát, Đại Đức Thanh Văn, các ông vua thế gian cùng với quyến thuộc đều nghĩ như vậy. Cảnh giới của Như Lai, trí huệ của Như Lai, gia trì của Như Lai, lực của Như Lai, vô ý của Như Lai, tam muội của Như Lai, sở trụ của Như Lai, tự tại của Như Lai, thân của Như Lai, trí của Như Lai. Lúc đó, tất cả các Đại Bồ Tát và Đại Đức Thanh Văn, tất cả các ông vua thế gian, cùng với quyến thuộc của họ, đều nghĩ như vậy. Cảnh giới của Như Lai là không thể nghĩ bàn, trí hạnh của Như Lai là không thể nghĩ bàn, gia trì của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, mười lực của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, vô ý của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, tam muội của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, sở trụ của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, tự tại của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, thân của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, trí huệ của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn. Tất cả chư thiên và người thế gian không thông đạt được, không hướng nhập được, không tìm hiểu được, không biết rõ được, không nhẫn thọ được, không quan sát được, không tuyển chọn được, không khai thị được, không nói rõ được, không ai có thể khiến cho chúng sinh hiểu rõ được. Tất cả chư thiên thế gian và chúng sinh thế gian chẳng có ai thông đạt được, chẳng có ai hướng nhập được cảnh giới của Phật, cũng chẳng có ai thật sự tin sâu hiểu rõ được, cũng chẳng có ai biết rõ được cảnh giới của Phật, cũng chẳng có ai nhẫn thọ được cảnh giới của Phật, cũng chẳng có ai chân chánh quan sát được cảnh giới của Phật, chẳng có ai tuyển chọn được, chẳng có ai chân chánh khai thị được cảnh giới của Phật, chẳng có ai nói rõ được, cũng chẳng có ai có thể khiến cho chúng sinh hiểu rõ được. Do đó có câu tin hiểu hành chứng, chúng sinh không dễ gì minh bạch được, chỉ chờ sức gia bị của chư Phật, sức thần thông của Phật, sức oai đức của Phật, sức nguyện xưa của Phật và sức căn lành đời trước, sức nhiếp thọ của các thiện tri thức, sức tiền thành tịnh thâm sâu, sức hiểu rõ rộng lớn, sức tâm hướng về Bồ Đề thanh tịnh, nguyện lực rộng lớn cầu nhất thiết trí. Chỉ trừ sức gia bị của chư Phật thì sẽ minh bạch được, hiểu rõ được, hoặc nhờ sức thần thông của chư Phật trợ giúp, hoặc sức oai đức của Phật, hoặc sức thệ nguyện xưa của Phật đã từng phát ra, hoặc sức căn lành đời trước của người đó, hoặc sức nhiếp thọ của các vị thiện tri thức, hoặc sức tin thanh tịnh thâm sâu, hoặc sức hiểu rõ rộng lớn, hoặc sức tâm hướng về Bồ Đề thanh tịnh, hoặc nguyện lực rộng lớn cầu nhất thiết trí thì mới có thể minh bạch được. Trong Kinh Kim Cang có nói, hết thảy tất cả loại chúng sinh, hoặc sinh bằng trứng, hoặc thai sinh, hoặc sinh ẩm ướt, hoặc hóa sinh, hoặc có sắc, hoặc không có sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng, hoặc chẳng không tưởng, ta đều khiến cho vào vô dư niết bàn mà diệt độ. Như vậy diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, mà thật không có chúng sinh nào được diệt độ. Tại sao? Vì nếu có chúng sinh để độ, thì còn tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Tại sao Bồ Tát nhìn chúng sinh như huyễn? Chữ như này rất là quan trọng, nó chẳng phải là thật huyễn, nhìn nó như huyễn, tức là chẳng có một tư tưởng chấp trước nào. Ngài minh bạch hiểu rõ hết tất cả đều là hư vọng, chẳng chân thật, cho nên tất cả đều không chấp trước. Chẳng có mọi sự chấp trước, tức là giải thoát. Đây chỉ là một thứ tư tưởng trí tuệ. Tư tưởng có thể lý giải đến trình độ này. Trên thực tế thì chúng sinh vẫn là chúng sinh, Bồ Tát vẫn là Bồ Tát, cũng chẳng thêm, cũng chẳng bớt, cũng chẳng tăng, cũng chẳng giảm. Đó chỉ là lối suy nghĩ của Bồ Tát. Ngài minh bạch chấp trước là một thứ chướng ngại, cho nên nguyện phá sự chấp trước của tất cả chúng sinh. Bạn vẫn chấp trước có chúng sinh có thể độ, bạn cho rằng chúng sinh sẽ ăn cơm, sẽ mặc quần áo, sẽ ngủ nghỉ là chân thật chẳng hư. Giả sử bạn có sự chấp trước này thì sẽ không bao giờ giải thoát được.
Cúi mong Đức Thế Tôn tùy thuận chúng con và các chúng sinh, đủ thứ dục niệm, đủ thứ hiểu biết, đủ thứ lời lẽ, đủ thứ tự tại, đủ thứ trụ địa, đủ thứ căn thanh tịnh, đủ thứ ý phương tiện, đủ thứ cảnh giới tâm, đủ thứ y chỉ công đức Như Lai, đủ thứ nghe thọ các pháp của Phật nói. Nằm tròn vị Bồ Tát, nằm tròn vị Thanh Văn và tất cả chủ thế gian, cùng với quyến thuộc của các ông chủ thế gian, đều khắc miệng cùng lời hướng về Đức Phật thỉnh Pháp nói. Cúi mong Đức Thế Tôn tùy thuận chúng con và tất cả các chúng sinh khác, đủ thứ dục niệm, đủ thứ sự hiểu biết, đủ thứ lời lẽ, đủ thứ pháp tự tại, đủ thứ trụ địa, đủ thứ cát lành thanh tịnh, đủ thứ ý phương tiện thể xảo, đủ thứ cảnh giới tâm chúng sinh, đủ thứ ý chỉ hết thảy công đức Như Lai, đủ thứ nghe thọ các pháp của Phật nói. Đó là chúng hội thỉnh Phật, tùy thuận cơ duyên của chúng sinh mà diễn nói, hiện bày thuở xưa Như Lai tâm hướng cầu nhất thiết trí, thuở xưa phát khởi Bồ Tát đại nguyện, thuở xưa thanh tịnh các ba la mật, thuở xưa chứng nhập các địa Bồ Tát, thuở xưa viên mãn các hạnh Bồ Tát, thuở xưa thành tựu phương tiện, thuở xưa tu hành các đạo, thuở xưa đắc được pháp xuất ly, thuở xưa làm việc thần thông, thuở xưa có những bổn sự nhân duyên, cúi xin Phật vì đại chúng pháp hội hiện bày thuở xưa khi Như Lai chưa thành Phật và tâm hướng cầu đạo Bồ Đề nhất thiết trí huệ, thuở xưa phát khởi Bồ Tát đại nguyện, thuở xưa thành tịnh tu hành các ba la mật đến bờ kia, thuở xưa chứng nhập các địa vị của Bồ Tát, thuở xưa viên mãn các hạnh của Bồ Tát tu.